Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chống cảnh sát giao thông, thượng bất chính, hạ tắc loạn Ngày 4 tháng 4, AFA tiếng Việt nêu thắc mắc Sau số vụ chống lại cảnh sát giao thông ngày càng tăng AFA dẫn thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024 Toàn quốc có 51 vụ người tham gia giao thông chống đối lực lượng cảnh sát giao thông Tăng hơn 140% so với cùng thời gian năm ngoái những vụ tấn công này khiến 21 cán bộ chiến sĩ bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 55 người, khởi tố 50 vụ với tội danh chống người thi hành công vụ. AFA dẫn ý kiến của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cho rằng chuyện người vi phạm chống đối cảnh sát là bức tranh phản ánh hiện thực, thượng bất chính hạ tắc loạn trong xã hội hôm nay. Ông nói thêm, Bộ Công an đưa ra những chủ trương, chính sách ngặt nghèo quá, máy móc quá. Một xã hội văn minh, kỹ cương phép nước được tôn trọng thì cả hai phía đều ý thức nhân dân phải tôn trọng pháp luật và nhà nước phải gương mẫu trong sạch. Người dân có sự coi thường cảnh sát giao thông bởi những hình ảnh nhận tiền công khai trên đường phố. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. AFA dẫn dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến. Có thể thấy lực lượng này có rất nhiều quyền hạn. Chẳng hạn như có quyền dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy tắc giao thông đường bộ có quyền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật. AFA cho biết có nhận định rằng việc lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành những chiến dịch gọi là đợt kiểm soát để chấp hành nghiêm các quy định về giao thông cũng gây bất bình cho người đi đường dẫn đến việc dồn nén và chống đối lại lực lượng này. Với những đợt kiểm soát như vậy, cảnh sát giao thông có quyền dừng tất cả các loại xe khách, container, xe hơi xe máy để kiểm tra mà không cần có lỗi ban đầu. Mới đây, theo AFA, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết sẽ có lực lượng Cảnh sát Giao thông hóa trang, mặc thường phục, thường xuyên di chuyển, bí mật nắm tình hình để ghi nhận vi phạm trên các tuyến đường không có hệ thống camera giám sát. Điều này cũng gây bất bình cho công chúng bởi chuyện giải danh công an để lừa đảo đã từng xảy ra. Và đây là hình một vụ cảnh sát giao thông tấn công người vi phạm. Vẫn theo AFA, chuyện cảnh sát giao thông ăn hối lộ, nhũng nhiễu người tham gia giao thông từng được báo chí nhà nước nhiều lần lên tiếng. Một số cảnh sát giao thông bị cảnh cáo. AFA dẫn quan điểm của một cựu công an. Các cụ đã nói giọt nước tràn ly, lực lượng cảnh sát giao thông Việt Nam đẻ ra lỗi để bắt, cho nên người dân hết sức là bức xúc. Thêm vào đó, nhà nước trao cho lực lượng cảnh sát giao thông quá nhiều quyền hạn, vượt quá mức cần thiết. AFA nhắc lại một số vụ tấn công cảnh sát giao thông như sau tháng 4 năm 2023, một video ở Long An cho thấy cảnh sát giao thông đã chặn hai xe người đi đường để chặn xe chở ma túy. Hai người này cùng với một cảnh sát giao thông đã bị thiệt mạng vì bị xe chở ma túy tông vào. Tháng 4 năm 2019, có một clip cảnh sát giao thông chỉa súng đánh người vi phạm giao thông tại Sài Gòn. Tháng 4 năm 2022, có clip cảnh sát giao thông vật người bị cho là vi phạm giao thông xuống đường rồi dùng chân đạp vào mặt người này khi ông nằm dưới đường tại Sài Gòn. Tháng 9 năm 2022, có clip 4 cảnh sát giao thông đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy ở Sóc Trăng. AFA cho biết thêm, người tham gia giao thông chống đối lực lượng cảnh sát giao thông thì bị bắt giam, bị khởi tố với tội chống người thi hành công vụ khi họ chỉ có tay không. Trong khi lực lượng này được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ, bao gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, dùi cua điện, áo giáp và còng số 8. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chống cảnh sát giao thông, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Mục đích tối cao của Huệ Vương khi sang thăm Bắc Kinh là gì? Chuyện Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc đã là chuyện từ nhiều đời nay. Ngày xưa, các triều đại Việt Nam sau khi đánh thắng Trung Quốc xâm lược lại phải tiếp tục triều cống. Dưới thời Tổng bí thư Lê Duẩn, việc chống Trung Quốc triệt để đã khiến Việt Nam phải trả một giá quá đắt, đau thương, chồng chất sau khi hội nghị thành đô Trung Nam Hải ngày càng can thiệp sâu hơn và trực tiếp hơn vào chính trường Việt Nam cũng là điều không thể chối bỏ. Đỉnh điểm của sự can thiệp này là sự thành công của ông Nguyễn Phú Trọng đánh bại đối thủ Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đảng lần thứ 12. Và đây là hình Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm Trung Quốc. Vậy nên, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trước các sự kiện trọng đại đều phải sang báo cáo, nhận chỉ thị từ Trung Quốc cũng như nhờ vả họ giúp đỡ cho sự nghiệp chính trị cá nhân được hành thông. Báo Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 4 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Trung Quốc. Bản tin cho biết nhận lời mời của ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trường Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4. Theo giới quan sát, chuyến thăm này của ông Huệ là một sự bất bình thường trong bối cảnh cuộc chiến ở thượng tầng cung đình Việt Nam đang vào hồi quyết liệt. Đáng chú ý, đây là cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên giữa hai người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam là Trung Quốc kể từ sau đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công luận đặt câu hỏi vì sao đại hội 13 đã hơn 3 năm, bây giờ ông Huệ mới sang thăm Bắc Kinh. Điều này có liên quan gì đến cuộc đua vào chiếc ghế tổng bí thư tại đại hội lần thứ 14 hay không? khi ông Trọng vẫn muốn ông Huệ là người sẽ kế nhiệm ghế tổng bí thư. Trong bối cảnh ông Tô Lâm được đánh giá là sẽ không có cửa trong sự sắp xếp nhân sự của tổng Trọng, buộc Tô Lâm phải nỗ lực cản phá tất cả các ứng viên khác để dành cho ông một cơ hội. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt trong những ngày gần đây, đang rộ tin sau võ văn thưởng rất có thể sẽ đến lượt ông Vương Đình Huệ. Theo giới quan sát, việc ông Thưởng bất ngờ ngã ngựa đã cho thấy tất cả các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam không có ai thật sự trong sạch cả. Và việc hồi tố để lật lại hồ sơ nhúng chàm trong quá khứ thì động đến ai chết người ấy kể cả ông Trọng. Theo giới phân tích, đến lúc này chỉ còn hai ứng viên có tiềm năng cao nhất cho ghế tổng bí thư là Vương Đình Huệ và Tô Lâm. Tuy nhiên, vẫn theo giới thảo tin, ông Huệ trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có rất nhiều sai phạm tay đình gấp vạn lần ông thưởng mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi thông tin từ kênh 14.vn cho rằng đang ở đỉnh cao sự nghiệp ca nhạc, ca sĩ Hương Tràm, Nghệ An gác lại tất cả đi Mỹ, nói là để du học, nhưng thực ra là để sinh hai con. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, là một trong những vết đen tình ái của ông Vương Đình Huệ. Việc kênh 14 đăng tải công khai cho thấy có đèn xanh được bật từ Bộ Công an, vì đây là điều cấm kỵ liên quan một quan chức cấp cao những điều vừa kể phải chăng là Tô Lâm đang dọn đường để từ đó Bộ Công an tiếp tục lùng sụp môi ra các sai phạm của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một đối thủ chính trị nguy hiểm đối với công cuộc thâu tóm quyền lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Công cuộc đốt lò hay cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được phát động sau đại hội đảng lần thứ 12 năm 2016 là bản sao của chiến dịch đã hổ diệt rồi của Tập Cận Bình khởi xướng ở Trung Quốc từ năm 2012. Và đây là hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Do vậy, yếu tố Trung Quốc cũng đóng vai trò lớn trong cuộc chiến quyền lực trên thượng tầng chính trị Việt Nam hiện nay. Vì vậy, việc ông Vương Đình Huệ sang Trung Quốc trong lúc này để nhờ cậy là điều cần thiết và dễ hiểu. Xin nhắc lại, ban lãnh đạo Trung Nam Hải từ sau hội nghị thành đô không giấu giếm ý đồ muốn tạo ra tình thế đấu đá quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam để gây nên tình trạng bất ổn chính trị. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị xử lý sau hơn 12 năm nhận hối lộ cho thấy khả năng rất cao có sự chỉ đạo từ Trung Quốc. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nay vẫn chưa thể quyết định chọn ai làm người kế nhiệm cho thấy chính ông Trọng đã trở thành con tin trong cuộc chiến này, cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng ban lãnh đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Mục đích tối cao của Huệ Vương khi sang Bắc Kinh là gì? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.